vậy á, thì ở trên thế giới á, là có nhiều người họ đã dùng cái sức nóng để chữa bệnh. Thì ở đây là cụ thể ở cặp người ta đã dùng cái phương pháp để chữa. Thì người Việt mình nghe thôi, chừng nào cần dịch thì dịch cho mấy người Pháp nghe. Bạn có bao giờ nghĩ rằng các thầy thuốc chữa bệnh là đã biết dùng cái loại mà lá cây mà có tinh dầu á, nấu để xong hơi? Les techniques, alors on utilise les pains pour faire chauffer, ça bouille, faire bouillir. Donc on s'assied, on met dans le temps, les huiles essentielles, voilà. On met les... Nhưng mà đặc biệt ở Việt Nam á, là cứ hàng năm á, là cái người Việt Nam có một cái phong tục là tụ hội gia đình lại. Ở miền Bắc thì nấu bánh chưng, còn ở miền Nam thì nấu bánh tét. La traditionnelle soirée au Myanmar, c'est on s'assemble, on se ressemble auprès des gâteaux de riz. Voilà. Mà nấu một cái nồi bánh vậy đó là phải mất từ 8 tới 10 giờ đồng hồ nó mới chín hết. Alors pour fabriquer les gâteaux de riz, on utilise 8 à 9 heures. Khi mà ngồi xung quanh cái bếp này, cái phong tục là vậy, là ta nấu lửa mà ta đun đun lửa lên để nấu, và xung quanh họ ngồi nói chuyện, kể chuyện ở trong nhà đó, và ngồi suốt như vậy là gần 8 giờ đồng hồ xung quanh bếp lửa. Donc on se réunit tous autour de ces feux puisque la chaleur est immense, et pendant 8 heures, nous attendons la cuisson, pour faire cuire le gâteau de riz, on se regroupe tous comme ça et on attend pendant 8 heures. Rồi sau khi mà họ ngồi quanh bếp lửa vậy đó, thì cái bếp lửa này chắc chắn một điều là nó sẽ cao hơn là 65 độ rồi. Alors la chaleur est énorme, ça peut aller jusqu'à 65 degrés. Voilà. Rồi khi mà sáng là thì khi họ nấu xong cái bánh á, thì là buổi sáng là sáng rồi, và thức dậy xong cái là họ trên là cùng nhau đi chúc Tết luôn, nhưng mà không có ai bị bệnh và ốm hết. Donc on fait bouillir, on fait cuire les gâteaux de riz pendant la nuit. Donc ils veillent toute la nuit et le lendemain, une fois c'est cuit, on prend les gâteaux de riz, on va aller présenter ses vœux, puisque c'est en général, c'est souvent la fête. Donc on va présenter les vœux à la famille le lendemain. Và cái đặc biệt ấy, là không có mệt mỏi gì hết. Donc ils constatent une chose, c'est que même s'ils veillent, nhưng mà thực tế, ils ne se sentent pas fatigués. Nhưng mà thực tế họ không biết, họ nhờ cái nhiệt ấy, mà nó giúp cho họ được như vậy. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'est cette chaleur-là qui apporte le bien-être. Người dân tộc ấy, ở miền núi ở Việt Nam ấy. Alors les enfants de qui sont dans les Sapa, par exemple, les ethnies. Les montagnards. Les montagnards, oui. Và khi cái người miền núi ấy, người ta ở đâu có gì mà sinh hoạt ấy, tối về người ta đốt cái lửa vậy. Và khi nào bệnh á, là ta nằm trên cái giường này kế bên cái bếp lửa. Và sáng thứ thức dậy là hoàn toàn khỏe mạnh. Thì cái người dân tộc ở miền Tây Bắc của Việt Nam á, thường là họ ngồi quanh bếp lửa vào hàng đêm. Như vậy á, là bây giờ là Viện Ung thư Quốc gia của Hoa Kỳ rồi bắt đầu họ đã sử dụng cái họ chế ra một cái máy để mà là chữa bằng cái dược liệu Pháp. Alors l'Institut de recherche aux États-Unis en 1980, ils ont inventé une machine qui crée cette chaleur. Đó là rất là tức cười. Có một anh người Trung Quốc, anh cũng chữa ung thư bằng cách là anh đốt cửa đây, anh nằm ở đây. Ở Chine, il y a un monsieur qui est atteint d'un cancer, il a dit bah, si la chaleur fait du bien, à ce moment-là, il fabrique. Il allume d'abord le feu en bas, il fabrique, il met deux morceaux de bois au-dessus, il s'installe au-dessus du feu. Mais trong nhìn như vậy, thật ra rất là buồn cười, vì làm như vậy không có tác dụng gì. C'est marrant parce que en fait la chaleur est en bas, il est au-dessus, normalement il n'y a pas d'effet. Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ, họ nói rằng
là nếu như mà dùng nhiệt độ cao có thể tiêu diệt được tế bào ung thư. L'Institut de recherche de cancer aux États-Unis dit que plus la chaleur est forte, plus il peut à ce moment-là détruire les cellules cancéreuses. Hiệp hội ung thư Mỹ thì họ xác định rằng là nhiệt độ cao có thể giết được được tế bào ung thư hoàn toàn. Alors il déclare plus la chaleur est forte, plus on tue les cellules cancéreuses. Et c'est confirmé par l'Institut. Và như vậy họ đã chế ra những cái máy móc để mà điều trị cái ung thư bằng cái nhiệt liệu pháp. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils créent des machines qui permettent de fabriquer cette chaleur. Trong khi đó mình ở đây là cái cách điều trị mình khác, mình làm cho nóng cái gan là nó nóng toàn bộ cơ thể và thử trong cơ thể là nó sẽ giải quyết được cái chứng ung thư. Donc si on met la terre chaude sur le foie, si le foie est comment dire est chaud, tout le corps est chaud. Cái phần đó chút xíu Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133 635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.